Hà Nội, kinh hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trong bao tải dưới ao. Thi thể người đàn ông 39 tuổi ở xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội được phát hiện trong bao tải ở dưới ao sau 4 ngày mất tích. Trước đó, ngày 11 tháng 8, đại diện gia đình ông NTD, 39 tuổi, ở xã Trung Tú, đến công an xã Trung Tú trình báo về việc người đàn ông này đã rời nhà từ tối ngày 9 tháng 8, sau đó mất liên lạc. Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã ra thông báo tìm kiếm ông D. Đến tối ngày 13 tháng 8, sau 4 ngày mất tích, thi thể ông D được phát hiện trong bao tải dưới ao gần nhà. Cũng trong tối ngày 13 tháng 8, trên địa bàn xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, thi thể nam giới được phát hiện trong tiệm bánh ngọt TS Bakery nằm trên khu vực quốc lộ 2. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phủ Lỗ, nạn nhân được xác định là nhân viên của cửa hàng và không phải là người địa phương. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân cũng được lấy mẫu xét nghiệm và âm tính với SARS-CoV-2.